cho pha cứu bóng vừa rồi của đội trưởng Lâm Tới. Tình huống bay người cứu bóng cực kỳ hay của Lâm Tới. Bóng vẫn còn, cơ hội để tổ chức phản công. Mũi giữa là Phong Liêu. Ui giời ơi. Cơ hội để tổ chức phản công. Mũi giữa là Phong Liêu. Ui giời ơi. Ui giời ơi em Phana ơi, Sofana. Một pha lấy dấu Sofana của Phong Liêu. Thật sự quá khủng khiếp. Một trận 2-0 và có một chiến thắng 2-1 thì họ mới chỉ được có 2 điểm thôi. Và đối với Siro quá cao của nhà đất Tuấn Mạnh ấy, dù cho họ có thắng là họ đã được 6 điểm rồi. Thế còn những chàng trai của Game Diamond ấy, 2 chiến thắng 2-0 trước các chàng trai Phong Liêu của... Phòng thủ tuyệt vời. Fana chặn bóng. Chặn bóng thành công và bóng rồi đó là Lucido. Họ đã được 6 điểm rồi và vừa rồi họ thua tỷ số 1-2 thì họ cũng được 1 điểm là 7 điểm. Thì với trận thua vừa rồi thì họ vẫn đứng nhất bảng A và Cà Phê Tuệ Nhi là nhì bảng A. Còn các chàng trai của team Tú Thầy thì đã còn một trận đấu nữa nhưng mà vẫn còn một pha cướp cầu quá nhanh của Lương Siro các bạn ơi. Điểm số thứ 9 cho HT Polis. Và rõ ràng chúng ta đang thấy được rằng là những chàng trai của HT Polis họ đang quyết tâm rất cao, họ đưa vào đội hình chính của mình. Ngay cả trận đấu này thì Chí Thống cũng đã vào. Và đồng nghĩa với việc là họ đang quyết tâm cao để giành được chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu trước những chàng trai bên bóng thành công rồi. Uni Bảo Sơn. Phát bóng của Phương Trọng, cầu thủ không phải là một thể hình cao lớn nhưng và phát bóng rất uy lực. Lưng, ôi trời, phát bóng rất tốt của Luân Siro, Luân Hảo Ngọt, 19 rồi. Fana. Phát bóng, phát bóng rất đi ra ngoài của Fana. Đáng tiếc rằng nó đã đi ra bên ngoài. 11-9 rồi. Khoảng cách đang là 2 điểm. Bóng vẫn còn. Quá rách của đến từ vị trí Lucido. Úi giời ơi luôn các bạn ơi. Thật sự cái tầm bật của Lucido trắng thật sự quá khủng khiếp. Em đây em đây. Không được phút nào các bạn. Vâng. Em sao anh không nói trước là có cái chung kết vào hôm nay. Hoài Hận. Và là bóng tốt của Hoài Hận rồi. Nhưng mà Trọng Nhỏ là người đọc tình huống tốt hơn. Bên 4. Phòng thủ tốt đến từ vị trí của Tấn Mãi. Tấn Mãi. Đó là Hoài Hận. 13-14. Đây rồi. Lâm Tới. Phòng thủ tuyệt vời. Bóng vẫn còn. Và bây giờ là tiếp tục cơ hội Phong Liêu. Còn không được. Không được rồi. Và sau bao nhiêu chiến thắng xét đấu đầu tiên đã thuộc về vất vả của những chàng trai HT Polis khi đối đầu với đối thủ cực kỳ lì lợm đó.